thi tháng chương trình gia đình tài tử do Panasonic tài trợ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại ba đội chơi đã chiến thắng cuộc thi tuần. Trước khi gặp gỡ ba gia đình, chúng ta sẽ gặp gỡ ban giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh. Và bây giờ sẽ là ba gia đình rất quen thuộc với chúng ta. Xin chào các gia đình. Xin chúc cả nhà của mình đã hoàn thành xuất sắc và đã chiến thắng ở vòng thi tuần để bước vào vòng thi tháng. Chúng ta hãy nhờ một bàn tay nào đó để bóc một quả trứng. Bài hát Thành phố miền quan họ. Rồi, gắn em cái máy quay phim. Rồi bây giờ, trước tiên thì Quốc Thượng xin chúc cho gia đình chúng ta chiến thắng ở vòng thi tháng và giành lấy giải thưởng 60 triệu đồng. 2, 3, đó là gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, Thiên Ngọc Thúy Vân. Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta chuẩn bị cho cuộc thi này nó khoảng được bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Phải 100%. 100% luôn. Dạ. Trong một tuần qua thì cái sự luyện tập đó nó có khó khăn bằng ở tuần đầu không? Một tuần trôi qua thì nó khó hơn là lần đầu ạ. Khó hơn đúng không? Tại vì bài hát lần sau khó hơn bài đầu. Nhưng mà quyết tâm thì cái sự khó khăn đó hình như là không còn nữa. Dạ đúng. Một lần nữa chúc cho gia đình sẽ thành công trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Chào cả nhà mình. Ôi người dân trải nơi biển xuyên hải, các ơi về bãi thiên thơ ca tươi, quét trong sông tô từ những ngày gian khổ. Xin hỏi chú là cái lúc mà chú chuẩn bị lên sân khấu, chú biểu diễn, cái lúc đó cảm giác của chú như thế nào? Nó lúc đầu rất là hồi hộp, rất là buồn chồn. Buồn chồn giống như vậy. Trong mỗi quả trứng đó, sẽ có một bài hát đó. Bây giờ xin mời một bàn tay nào đó bóc một quả trứng đó. Đó. Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Hy vọng là gia đình chúng ta cũng đã biết qua ca khúc này rồi phải không nào? Yeah. Đó là gia đình đến từ Đồng Nai, gia đình anh Lê Văn Phúc. Gió lên rồi căng bườm cho khoái, gác chèo lên ta chống ngô khoai. Thì mời chú Phúc bước lên trên nè, ngắm nhìn lại dung nhan chú coi. Đó. Sau này cái tinh thần có sảng khoái, có sung mãn như ở lần đầu không? Tinh thần thì vẫn có đó, nhưng năng lực sợ e. Tại sao mà mình lo năng lực? Tại vì nó bị chi phối, hơi lo. Hơi lo, chi phối do thấy sản phẩm Panasonic nhiều quá. Không biết lấy cái nào hả? Vui là chính thật. Dạ, vui là không chính. Phải là vì cái món quà lớn, lớn thì nó có lớn. Nhưng mà mong ước thì bao giờ cũng là mong ước chiến thắng. Có điều là không biết cái năng lực của mình có cho phép mình đạt đến như là mình mơ ước không. Thôi mình cố gắng đi ha chú ha. Rồi cố gắng thì thử hỏi coi. Con gái nè, con có thích những sản phẩm Panasonic không? Dạ thích. Thích vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Dạ cố gắng múa hát thật hết mình, hết sức để giành được giải nhất. Hết sức, hết mình ha. Nhớ nha, cả nhà phương châm nha, hết sức hết mình nha. Hồi lắc cho nó dữ lên nha, nhảy cho nó mạnh lên ha, cười cho tươi lên. Rồi, chúc mừng gia đình sẽ thành công. Chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ ba trong ngày hôm nay. Các cô gái nữ tự vệ Sài Gòn ơi! Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18. Em cài mái tóc con gà đi từng đưa chiều già. Thằng tụi em đi thi á, sung không? Dạ sung. Đi được có ai bị say xe say sóng gì không? Dạ có bé em với lại bé cháu. Vậy hả? Nhưng mà vô trong đó rồi ca sung quá rồi thử hay quá. Đúng là tuổi trẻ, tuổi 18 để người ta nói 17 cái bé gãy xương trâu rồi tới 18 là hơn nữa đó. Ba quả trứng đà điểu. Bây giờ người nào sẽ phải bóc một cái bài thi. Con bóc cái nào? Con bóc xong được không? Nè nè, cái này được không? Muốn cái nào? Con muốn cái nào? Trời ơi, chỉ cái này luôn vậy đó hả? Bài nào sung sung? Trời ơi. Trời ơi. Ngựa, ngựa, ngựa. Ngựa. Lý ngựa. Ôi, ngựa thương nhớ. Thì con thích cái gì con leo lên. Con thích TV dạ rồi. TV sẽ thuộc về nhà của con ha. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Xin chào đón bước ra sân khấu gia đình đến từ Bình Dương, gia đình Lê Ngọc Quỳnh Giao. Vẫn những thành viên hết sức quen thuộc với chúng ta. Nhưng hôm nay thấy lạ lạ à, xin hỏi bạn là tại sao bạn Giao có cái dấu dấu gì ngay cái má này để làm gì vậy?
Hôm nay gia đình đến đây báo thăm được một cái bài vòng thi tháng mang tính chất rock. Thành ra cả gia đình muốn ra chào khán giả một cách cho nó máu một chút xíu. Theo bạn thì trong gia đình ba bạn là ai là máu rock nhất? Dạ đó là hai bác. Hai bác hả? Đâu mời hai bác ra phía trước đây. Lý do tại sao cháu mình nói mình máu rock nhất là sao? Nói chung là mình cũng lớn tuổi rồi nhưng mà thấy con cháu nó róc quá, mình cũng muốn cho nó róc nữa. Róc luôn, róc tới luôn. Vậy bên đây có ai có máu róc không ạ? Hả? Con phải không? Rồi xin mời con ra luôn. Bên gia đình kia có ai có máu róc? Rồi mời anh ra luôn. Rồi mời chị ra luôn. Rồi bây giờ mình nhạc sao mình róc vậy nha. Tinh thần âm nhạc là chiếc cầu nối nối tình bạn của chúng ta lại với nhau. Rồi. Một nụ hồng ta cho mắt này. Em thơ ngây trên con đường về, một nụ hồng tàn cho mắt này, trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Rồi cảm ơn cả nhà. Ba gia đình hôm nay thì ai cũng có quà cả. Nếu như vô địch thì được 60 triệu, nếu như giữa thì được 25, còn nếu giữa cuối nữa thì được 15 triệu. Ai cũng có quà hết. Chúng ta sẽ bắt thăm xem đội nào đi trước và đội nào đi sau. Vậy là gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đi đầu tiên. Sự thực ra thì gia đình chúng tôi cũng có cái truyền thống là thường hay hát với nhau. Nhưng mà cái thực tế mà khi xem cái chương trình á, thì chúng tôi thấy rằng ở đây nó hội tụ được cái tính đoàn kết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho gia đình liên kết được với nhau, gần gũi với nhau hơn. Dù rằng cũng có thể mỗi người một công việc, nhưng mà vì cái chương trình này chúng tôi liên kết lại với nhau. Do đó là chúng tôi rất thích cái chương trình này. Cô thì không dám nghĩ, nhưng mà đặt niềm tin vào tất cả. Cô đánh giá được xem là bao nhiêu phần trăm? 70 thôi. 100%. 99%. 100%. 100%. Trước tôi nhớ các bạn hát cái bài thì tôi có nói là các bạn có giọng tốt nhưng mà thì cách thể hiện thì nó trong tiếng hát thì nó chưa được đủ cái sâu sắc của nó.
Lần này tôi rất mừng là các bạn đã hát cái bài quan họ nhé, với đầy đủ tình cảm và đúng chất quan họ. Đứng trên cương vị người giám khảo thì tôi rất yêu cái chỗ là các bạn đã biết sửa đổi mình và vươn tới những cái đẹp hơn. Thành thật cảm ơn các bạn. Thực sự là Thanh Hoa ngạc nhiên, bởi vì là các bạn hát quan họ rất quan họ. Cũng may nó lại không phải là quan họ nguyên thể, mà anh Nguyễn Cường đã khéo léo đưa quan họ vào một cái tiết tấu rất là trong sáng và bình dị, thì gia đình nhà mình đều làm được. Cái nét duyên dáng của cô gái quan họ thì gia đình nhà mình đã bộc lộ được, rất là dễ thương. Chỉ có hơi tiếc một tí khi đọc trên nhạc thì giọng nam bị thấp quá, cho nên là không, cái đọc nó không rõ lời. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì nói về không khí thì vẫn là một sự hoàn thiện. Cái kết thì nó rất quan họ, là bởi vì là quan họ thì thường là cùng chui vào một cái chiếc nón, nhưng mà gần đây thì nó cũng thỉnh thoảng cũng có vấn đề chui vào ô. Nhưng mà cái thì chúng ta là cái ô là của Sài Gòn, thì các bạn rất là khéo léo làm để cho hai cái văn hóa nó giao thoa được với nhau, thì thay vì vào nón thì chui vào ô. Các bạn ở đây đã làm được một cái điều mà làm cho Thanh Hoa cũng bất ngờ, là cái duyên dáng của cô gái Kinh Bắc. Tuy nhiên nó có một hơi một chút vội vàng. Giá như nó chậm một tí đi thì cái duyên dáng của các bạn còn hấp dẫn hơn nữa. Nhưng dù sao thì cũng là một trong những tiết mục mà thuyết phục Thanh Hoa vì sự duyên dáng và rất là hay của gia đình nhà mình. Gia đình mình duyên dáng trong dàn dựng, duyên dáng trong biểu diễn và cả duyên dáng trong cái trang phục mà gia đình mình chọn. Đức Thịnh không thể nói gì hơn ngoài hai chữ duyên dáng. Mà trên sân khấu các bạn có duyên có nghĩa là nắm hết 90% thành công rồi. Xin chúc mừng các bạn. Gia đình mình là đi từ dưới Bình Dương lên đây có gặp cái gì khó khăn không? Cũng có gặp nhiều khó khăn lắm, tại vì các cháu nó đi làm hết trơn à. Thế cho nên là khoảng 6-7 giờ chiều bắt đầu mới xúm nhau về tập được, thì tập coi như là bữa được bữa không, cho nên là nó cũng không quá nhiều. Còn có ngày hôm qua là ngày cuối cùng thì các cháu mới tập trung về lại được, cái là cố gắng tập coi như tập đến khoảng 12 giờ đêm rồi bắt đầu mới kết lại được. Sáng nay thì bắt đầu là tinh thần coi như là cũng rất là vui vẻ, cộng thêm cái sự lo lắng hồi hộp nữa, thế cho nên là bắt đầu lên xe là mọi người đều động viên nhau là cố gắng làm sao để mà diễn cho hết lửa. Tự tin là tự tin đến trên 90%. Cảm thấy rất là phấn khởi, phấn khích và em chỉ muốn lên làm liền. Thì em đang rất sung và em muốn lên để gào thét bài đó lên. Oh, 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 để anh cướp con lửa. Oh, yeah.
Tôi cứ mong chờ rốc ngựa ô của các bạn, bởi vì tôi thử xem là các bạn đã chơi cái rốc ngựa ô như thế nào. Vâng, nó là rốc ngựa ô chứ không phải là rốc. Và các bạn đã làm đúng như vậy. Chỉ tiếc là giọng chính mà rất máu, nhưng mà lượng lên một tí, có âm lượng lên một tí thì đẹp nữa. Bởi vì tại vì cả nhà đều hăng cả, cho nên cái anh chàng solo bị hơi lấp lên một tí. Nhưng mà tinh thần chung ấy, tôi thấy là cũng đều là rất rốc ngựa ô. Cảm ơn gia đình mình đã cho Thanh Hoa trẻ lại được gần 30 tuổi. Thì các bạn đã làm cho Thanh Hoa tự cảm thấy rằng bị lôi cuốn đến mức độ dường như rất muốn nhảy vào để khớp mấy lần cho nó đỡ thèm. Bởi vì được là nhìn thấy các bạn ấy trẻ sung quá, mà Thanh Hoa thì bây giờ chỉ ước gì mình được khớp như thế. Phải nói rằng cái mà các bạn hơn hẳn các bạn hiện nay đang rốc ở trên thị trường ca nhạc là các bạn hồn nhiên, các bạn chân thành. Và các bạn hát với cả một cái trái tim, một cái rất là thuần khiết, rằng các bạn hát để cho bản thân các bạn được sung sướng trước và cho những người bên cạnh sung sướng. Chứ các bạn không diễn và cháy đến mức độ cả hai bé con không biết là bây giờ đang đứng thở hay là trông rất là mệt mỏi, vì sau qua một trận rốc của hai cháu cũng rất là mạnh liệt. Qua cái này thì phải thấy là âm nhạc đó thật là kỳ diệu. Nó làm cho chúng ta quên cả tuổi tác. Và đam mê và hết mình. Không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn đã làm cho Thanh Hoa trẻ lại. Và làm cho Thanh Hoa cảm thấy rằng có lẽ các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải một lần nữa nhìn lại mình. Đừng diễn mà phải sống động, phải thật như gia đình tài tử của chúng ta hôm nay. Nhưng mà tôi thật sự là tôi bực mình các bạn. Các bạn khớp trong khi tôi nhảy ngồi tôi đau khớp luôn. Tóm lại là hôm nay chúng ta có một buổi diễn hết sức thành công. Cho biết dừng đúng lúc và chọn cho mình đúng điểm rơi và khắc họa nó rất rõ nét. Chúc mừng gia đình. Người của em rồi. Chơi là vui rồi, mình chơi nữa. Chơi như vậy thì vui. Hai gia đình vừa rồi biểu diễn khá là tốt. Và cái điều đó nó có tạo nên áp lực cho gia đình nhà mình không ạ? Theo em thì em thấy là cũng có chút nhưng mà không sao, vui là chính. Chính. Chú thì chú nghĩ sao? Thì rất tin tưởng cái chỗ này, tức là mình đem lên đây bằng tạo một cái tinh thần. Và cái vấn đề là tưởng đương như là ước mất thì như chia sẻ đó là, nhưng mà cái máu trong người nó vẫn đầy đủ, tức là chẳng những là mình không khớp mà còn nhờ như vậy mình cũng dễ tăng tinh thần mình lên hơn. Hiện giờ mà sắp lên sân khấu rồi thì chị có tự tin rằng là bài nhà mình đã hoàn chỉnh chưa? Tôi rất là tự tin là bài của gia đình đã hoàn chỉnh và chị chờ diễn thôi. Cảm ơn gia đình, chúc gia đình may mắn. Xưa đây rồi gặp lại em nhịp tim chán chịu nghiêng đến bờ ánh mắt ấy tiếng nói ấy hương thương hoài gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy lời chào như xưa nụ cười như xưa nhịp vui đúng điệu với như ngày
Lần này thì nữ phát huy hỏa lực mạnh hơn nam. Chúng tôi xem được cả hai chương trình của các bạn để thấy là bây giờ mình thấy được toàn bộ cái sức lực của các bạn. Chỉ có một cái tiếc một chút thôi ấy, là lẽ ra cái bài này nam phải phát huy mạnh thì lại không đủ sức. Còn múa thì vẫn cứ thế, vẫn sôi động. Nữ hôm nay không có gì đáng chê cả, kể cả em nhỏ kia. Về cái văn nghệ ấy, thì người ta phải giữ cái hồn nhiên và cái chân thành là chính. Còn giọng thì nó chỉ là một phần thôi. Có người ra hát chỉ khoe giọng, chả khoe được cái gì của tâm hồn cả. Thì cái anh ấy không bao giờ trở thành nghệ sĩ lớn. Nhưng cái anh mà nó hát với cả tâm hồn nói, thì dù giọng nó thế nào, rồi sẽ có ngày nó trở thành nghệ sĩ lớn. Tôi cũng mong là các bạn sẽ, rồi sẽ có ngày các bạn trở thành một gia đình giỏi nhất. Chúc mừng gia đình, bởi vì là gia đình ta là một trong những gia đình mà gây cho Thanh Hòa điều ngạc nhiên là nghề chính là trồng lúa. Đi ra biển đánh cá xong rồi lên rừng, cưỡi cả voi nữa. Trong cái ngạc nhiên thì có một sự tự hào, điều khẳng định rằng con người Việt Nam yêu nghệ thuật, yêu tiếng hát Việt Nam và đam mê. Bởi vì tất cả những người yêu nghệ thuật là những người nhạy cảm, những người biết đam mê nghệ thuật, biết cái hay cái đẹp trong âm nhạc, biết thưởng thức, yêu thiên nhiên, yêu rừng, yêu biển, đều là những người thiện và đều là những người hết lòng với cuộc sống. Và nhất là đối với gia đình ta thì tất cả đều trở thành những con người rất đáng yêu, từ con trai, con gái, rồi từ bác, rồi đến nhất là các em nhỏ có một cái giọng trong veo lên như tiếng chim họa mi buổi sáng vậy. Nói rất thật với các bạn là các bạn hát như thế này, các bạn hoàn thiện như thế này của cả ba gia đình. Thì cái sự lo lắng nhất là bởi vì là giám khảo là chấm điểm cho tất cả các bạn, nhưng tất cả khán giả lại chấm điểm ban giám khảo. Một lần nữa, cảm ơn gia đình, rất hay. Nói chung là chút nữa ban giám khảo sẽ tranh luận lên bờ xuống ruộng. Cái buổi chung kết ngày hôm nay xứng đáng là buổi chung kết. Cả ba đội đều có những cái điểm đặc biệt riêng. Ví dụ như đội thứ nhất là cái đội mà nổi trội về sự duyên dáng. Họ trình diễn rất là duyên dáng, họ làm cái gì cũng thấy duyên dáng. Còn cái đội thứ hai nổi bật ở chỗ sức nóng, họ làm cái gì cũng thấy nóng, hát cũng thấy nóng, nhảy cũng thấy nóng. Còn cái đội thứ ba thì lại hồn nhiên, làm cái gì cũng hồn nhiên, nhảy cũng hồn nhiên, hát cũng hồn nhiên. Vấn đề là bây giờ là ban giám khảo sẽ chọn ai đây? Nếu như chúng ta chỉ chọn một đội thì phải mong rằng hai đội kia phải hiểu rằng đó là sự chênh lệch một milimét thôi. Và đang là khó xử không biết là chọn đội nào. Và nãy giờ có ba ý kiến đều khác nhau. Bản chất nó hồn nhiên như vậy. Đam mê là mình thể hiện, có gì mình thể hiện đó. Mình không có bị căng thẳng bởi những cái khác. Cả ba đội hôm nay ai cũng xuất sắc cả, ai cũng thể hiện được tất cả những cái gì mà mình khát vọng. Vấn đề còn lại là mỗi bên chúng ta sẽ có một chút xíu may mắn hay không thôi. Đầu tiên là khả năng ca hát. Đội đến từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhà Trần Hiếu 9,5, nghệ sĩ nhà Thanh Hoa 9,5 và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 9,5. Số điểm dành cho đội đến từ Tân Nguyên, nghệ sĩ nhà Trần Hiếu 10, nghệ sĩ nhà Thanh Hoa 9,5 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 9,5. Đội hồn nhiên nhà chú Bảy. Khả năng ca hát, nghệ sĩ Nhân Thần Hiếu 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 9,5. Nhưng mà về sáng tạo thì chưa biết ai thua nha. Đội đến từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu 10, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 10 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 10. Tiếp theo là đội đến từ Tân Nguyên, nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu 9,5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh là 10. Chúc mừng. Khả năng sáng tạo của đội thứ ba, nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu 10, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9,5 và nghệ sĩ ưu tú Thịnh là 9,5. Đội đến từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là 58,5 điểm. Chúc mừng. Đội đến từ Tân Nguyên là 58 điểm và đội thứ ba và gia đình chú Bảy là 57,5. Nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh sẽ trao giải thưởng 15 triệu đồng và kỷ niệm chương cho đội đến từ Đồng Nai. Và xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa sẽ lên trao 25 triệu đồng và kỷ niệm chương cho đội đến từ Tân Nguyên, Bình Dương. Và xin mời nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sẽ lên trao giải thưởng 60 triệu đồng cho đội đến từ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời đại diện ban giám khảo sẽ trao những phần quà Panasonic dành cho ba đội. Xin mời nghệ sĩ nhân Trần Hiếu, nghệ sĩ nhân Thanh Hoa và nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh. Cảm ơn cái chương trình của Panasonic tài trợ và
cảm ơn đài truyền hình đã giúp cái chương trình này để cho gia đình chúng tôi liên kết lại với nhau. Anh em có những đôi lúc chia sẻ những cảm thông đối với nhau. Kinh nghiệm cuối cùng của anh khi tham gia là gì? Tham gia là muốn thành công được là phải đoàn kết, yêu thương thì mới dẫn dắt tới thành công. Em muốn gửi đến tất cả các gia đình mà tham gia cuộc thi gia đình tài tử. Khi mà đã lên được sân khấu gia đình tài tử thì mình nên cháy hết mình, làm hết năng lực của mình. Cho dù là hay hay là không hay, mình cũng phải cố gắng hết sức để cho mọi người cùng thưởng thức cái tiết mục của mình. Tuần sau chúng ta sẽ lại đến với miền Trung yêu quý. Gia đình âm nhạc nào sẽ trổ tài cùng Quyền Linh đây? Chương trình do công ty MCV thực hiện.